bị mỉa mai về giới tính, Lâm Khánh Chi lên tiếng. Ca sĩ Lâm Khánh Chi có lẽ là một trong những sao Việt chấp chỉ làm đẹp nhất nhì sâu bít Việt. Nữ ca sĩ không ngại trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, thử nghiệm nhiều cách làm đẹp khác nhau để càng hoàn thiện bản thân hơn. Trên Facebook của mình, Lâm Khánh Chi thường xuyên chia sẻ hình ảnh chỉnh chu, trẻ đẹp của bản thân. Không ít khán giả cũng bình luận công nhận Lâm Khánh Chi ngày càng trẻ đẹp hơn so với tuổi thật của mình. Lâm Khánh Chi cũng vừa đăng tải bài viết tìm người để trang điểm, nội dung như sau. Bạn nào làm trang điểm ở Đài Trung và Cao Hùng nhắn tin cho Khánh Chi nha, ai biết chỉ em. Tuy nhiên có một tài khoản Facebook tên NL lại vào bình luận với lời lẽ xúc phạm Lâm Khánh Chi như sau. BD này hơi khó trang điểm nha. Ngay lập tức tài khoản Facebook này đã nhận về gần 200 lượt phẫn nộ lâm khánh chi cũng bình luận trả lời như sau em thấy anh xúc phạm em rất nhiều lần anh không thích thì đừng vào trang em nữa nhiều cư dân mạng cũng bình luận để bảo vệ lâm khánh chi nhiều người cũng phát hiện tài khoản facebook nl này còn thường xuyên đi bình luận kiếm chuyện khắp nơi đây không phải là lần đầu tiên lâm khánh chi gặp phải bình luận vô duyên nữ ca sĩ cũng thường xuyên có phản ứng trả lời lại những thành phần kém duyên